The War Zone là một bộ phim chiến kịch của Anh năm 1999 do Alexander Sherwood viết bản và Tim Roth đạo diễn trong tác phẩm đầu tay của ông. Bộ phim có cái nhìn thẳng thắn về nạn loạn luân và bạo lực tình dục trong một gia đình người Anh. Vùng quê Devon, nơi gia đình anh mới chuyển đến, là nơi cô đơn đối với Tom, 15 tuổi, đầy rắc rối. Chán nản, buồn bã và nhớ bạn bè ở London, anh giết thời gian trong kỳ nghỉ lễ phục sinh với cô em gái 17 tuổi, GC. Trong khi cha anh tổ chức lại công việc kinh doanh ở vùng quê và mẹ anh đang chờ sinh đứa con thứ ba. Khi cô chuyển dạ, cả gia đình đưa đến bệnh viện, nhưng trên đường đi thì xe gặp sự cố và đứa trẻ chào đời trên con đường quê tối tăm. Bất chấp chấn thương khi đến, gia đình được gắn kết với nhau bởi sự kiện vui vẻ và mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng vào một buổi tối, khi Tom trở về nhà sau chuyến đi mua sắm với mẹ, anh nhìn thấy thứ gì đó gợi mở về một mối quan hệ bí mật kinh hoàng liên kết cha anh và GC. Tom đối mặt với GC, nhưng những lời buộc tội của anh ta đều bị phủ nhận hoàn toàn. Sự bối rối của anh ấy càng tăng lên bởi niềm hạnh phúc êm đềm bao trùm cả gia đình với sự xuất hiện mới. Mẹ anh ấy mệt mỏi nhưng phấn khích. Tình cảm cha con của anh ấy được nhen nhóm và GC tỏ ra hạnh phúc trước viễn cảnh bắt đầu học đại học ở London. GC cũng cảm thấy thích thú khi em trai cô ngày càng quan tâm đến người bạn của gia đình là Lucy. Tom không thể để những nghi ngờ của mình lắng xuống. Một buổi tối khi đang ở nhà với bố mẹ, điện thoại đổ chuông nhưng tắt trước khi ai đó có thể trả lời. Cha anh đột ngột ra ngoài, tuyệt vọng chứng minh rằng những nghi ngờ của mình là có cơ sở. Tom đi theo và trong một hầm trú ẩn biệt lập ở rìa biển, anh chứng kiến một cảnh tượng khiến anh sốc đến tận xương tủy. Sức mạnh của GC bắt đầu sụp đổ, tuyệt vọng chấm dứt sứ mệnh vạch trần con rùa của Tom. Cô giới thiệu anh với người mà cô đã tâm sự, Caro, người đồng ý thỏa mãn sự tò mò về tình dục của Tom. Nhưng Tom đã chủ động dừng cuộc hẹn hò. Trở về nhà, anh thấy GC đang khóc nức nở trên bàn bếp và cha anh vô cùng tức giận trước những lời buộc tội của con trai mình mà ông vẫn tiếp tục phủ nhận. Tom quyết định rằng anh ta phải hành động để chấm dứt nỗi kinh hoàng, nếu không sẽ hủy diệt tất cả mọi người và mọi thứ anh ta yêu quý. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1989 của Sherwood. Bối cảnh bộ phim diễn ra vào mùa đông ở Devon, ẩm ướt và xám xịt. Bầu trời vắt kiệt niềm vui trong ngày. Người mẹ cho biết gia đình đã chuyển từ London về để bắt đầu một khởi đầu mới. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ tiện ích, ấm áp và có mái che. Cuộc sống xoay quanh chiếc bàn bếp lớn. Người cha của bộ phim được miêu tả bởi Ray Winton đáng kinh ngạc. Người có màn trình diễn ở đây là một trong những sự đơn giản đáng sợ. Nhân vật người cha của Winton không phải là một con quái vật, mà thay vào đó chỉ đơn giản là một người cha sống trong vùng chiến sự của chính mình. Người đã phản bội tất cả những người xung quanh ông. Đó là một màn trình diễn chính xác, tinh tế, xóa tan mọi huyền thoại và định kiến về những kẻ lạm dụng tình dục. Loạn luân không phải là một chủ đề xa lạ trong phim ảnh, nhưng hầu hết các câu chuyện loạn luân đều nói về các nhân vật được đơn giản hóa thành quái vật và nạn nhân. Về mặt trí tuệ, chúng ta biết rằng hầu hết những kẻ lạm dụng trẻ em đều đã từng là trẻ em bị lạm dụng. Nhưng rất ít bộ phim tạm dừng để phản ánh nỗi đau suốt đời đó, phản ánh như thế nào trong các tình huống thực tế. Không có gì đáng ngạc nhiên, The War Zone ảnh hưởng đến người xem mạnh mẽ hơn nhiều so với một câu chuyện đạo đức đơn giản. Nó không chỉ nói về tội ác loạn luân, mà còn về động lực của nó, về cách nó tác động lên cảm giác tội lỗi và xấu hổ, đồng thời giải quyết những vết thương cũ và thầm kín. Đây quả thật là một câu chuyện rất khủng khiếp, nhưng nó được dàn dựng cực kỳ hay và dàn diễn viên, đặc biệt là Lara Bemis, thể hiện rất xuất sắc. The War Zone giống như một cuộc chiến thực sự. Nó buồn, bi thảm, đáng lo ngại và chán nản. Bộ phim chỉ là phiên bản gia đình của nó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.